Kính thưa các bậc thông gia, bà con lối xóm, bạn hữu xa gần, các cơ quan đoàn thể, ban mặt trận xóm. Hôm nay bà cố của chúng tôi về gọi Vĩnh Hằng. Trước giờ phút biệt ly, con cháu của bà lời tâm sự với bà cố, xin phép tăng cường con cháu bắt đầu làm lễ. Mời thượng ngã bên dân hương. Anh vái hai vái, cảm ơn. Mời con châu lên dân hương. Vái hai vái. Mời con châu dân hương. Bình bát cơm lái hai vải. Bình bát cơm lái hai. Bát cơm bánh nhỏ này. Ô điện bám non linh anh công nhân nông dương cơ đo nghĩa tân đời học. Hồi viên nội thổ nữ bám nhà chiến đăng nước quân dương ngà nhi tân đời hồi viên nội yêu lý nhà nước hồi viên nội người cáo tôi đã minh châu hương ngọ cứu đắp ngũ liên sinh khí cuộc sống mới cho gia đình bà và hòa bình đã lập lại ở phương lớn
cho miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ. Vào cuối năm 1961, bà rời quê hương tham gia xây dựng miền Tây Nghệ An tại mảnh đông Trừ Chè. Cả một thời thanh niên gắn bó với những phát triển của những nông trường nơi miền Tây xứ Nghệ, vất vả, vui buồn cuộc đời bà đã từng trải qua. Hạnh phúc thực sự chưa một lần đến với bà, nhưng sự lạc quan, hăng say công việc đã giúp bà vượt lên tất cả. Để rồi hoàn thành nhiệm vụ, năm 1984, bà được nhà nước cho nghỉ hưu, trở về với quê hương, trở về với vòng tay tình cảm, bạn bè, cháu chắt, làng xóm. Và rồi lần lượt những đứa cháu được bà giang tay chăm sóc, ấm bồng, thương yêu như ruột thịt. Với những cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ xây dựng tổ quốc, bà đã được chính phủ tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì. Cụ Thuyết ơi, cả đoàn đời đã được an nghỉ, nhưng bà đâu có nghỉ. Khi các con, các cháu khôn lớn thì sức bà cũng đã yếu dần theo năm tháng. Tự được mãi sống trong sự yêu thương của các cháu, chắc sự đùm bọc. Khi tối lửa tắt đèn của làng xóm nhưng đâu có được, vì tuổi cao sức yếu, bà đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 17:30 ngày 31 tháng 5 năm 2020, tức là ngày 9 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, hưởng thọ 95 tuổi. Bà ra đi về với tổ tiên, các cháu bà mất đi chỗ dựa tinh thần, bà con làng xóm mất đi một người bạn già hiền lành trung hậu. Chi hội người cao tuổi từ đây vắng bóng một đội hội viên tích cực hiền lành. Nhưng cụ Thuyết ơi, mệnh sinh tử ai cũng phải qua ải đó. Sự tu âm tích đức bà đã để lại cho các cháu, các con. Cụ cứ yên tâm ra đi về với ông bà tổ tiên, các cháu chắc mãi mãi ghi nhớ công đức của bà. Bà con họ hàng trong xóm luôn nhớ tới hình ảnh bà. Cụ Thuyết ơi, cũng đã đến giờ rồi, tiễn bà đến nơi hóa thân. Chúng tôi xin thắp nén hương thơm tiễn bà về bên kia thế giới và cầu chúc phong hồn bà siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Để tiễn biệt bà lần cuối, xin toàn thể tăng